Kính thưa quý vị, với thông điệp triệu trái tim một tấm lòng vaccine vượt qua COVID-19, Quỹ chung một tấm lòng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục nhận được sự đóng góp của nhiều cá nhân và tập thể đến đóng góp trực tiếp tại đài hoặc chuyển khoản. Đại diện công ty cổ phần Găng Việt chuyên sản xuất và xuất khẩu găng tay y tế đã đến điểm tiếp nhận tại HTV để thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Doanh nghiệp cũng rất là sẵn lòng đóng góp một phần nhỏ cho xã hội và cộng đồng. Vì lý do đó cho nên là công ty chung tay đóng góp cùng với lại cái chương trình. Việc phát động chương trình đóng góp cho quỹ chung một tấm lòng của quận ủy quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã lan tỏa đến nhiều tổ chức và người dân trên địa bàn. Hôm nay, thay mặt hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Bình, bà Lê Thị Hải mang đến Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phần đóng góp của các hội viên. Tất cả các hội viên của Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Bình quận 1 đều chung tay hết. Đều đồng tình với cái việc làm này đầy ý nghĩa này. Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Phú Nhuận cũng đến HTV để đóng góp. Hay như những người dân, những cán bộ hưu trí dành chút thời gian, dành số tiền còn trong bao lì xì, lần lượt nối tiếp. Thưa quý vị, đây chính là tác phẩm Ngựa và Hoa của họa sĩ Hứa Thanh Bình, hiện đang được trưng bày tại phòng trưng bày tác phẩm mỹ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và tác phẩm cũng đã từng được xuất hiện tại các triển lãm ở Hà Lan. Ngày hôm nay thì họa sĩ Hứa Thanh Bình đã trao tặng tác phẩm này đến với quỹ chung một tấm lòng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bức tranh mang ý nghĩa về một sức sống mới, mang thông điệp vạn vật sinh sôi, cuộc sống chúng ta sẽ dần tốt đẹp trở lại sau đại dịch. Có thể thấy, quỹ chung một tấm lòng nhận được rất nhiều sự đóng góp ý nghĩa, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Gửi tặng quỹ chung một tấm lòng những bức ảnh về Sài Gòn COVID-19, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong mong muốn góp phần cùng Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa giá trị tích cực với cộng đồng. Bộ ảnh khắc họa những khoảnh khắc thường nhật về một thành phố nghĩa tình, nơi mà người dân luôn hỗ trợ, yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn trong đại dịch. Với Phong Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã là một cái chung một tấm lòng, thì với Phong một cái nghĩa tình quá lớn của người thành phố và cả nước mình, thì đây là một cái việc rất là tốt, thiện nguyện và giúp cho lan tỏa được cái sự yêu thương cho đồng bào người dân Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, đã qua một tháng kể từ ngày HTV chính thức phát động và tiếp nhận cho quỹ chung một tấm lòng, khó có thể thống kê có bao nhiêu người đóng góp hay số tiền đóng góp là bao nhiêu cũng không quá quan trọng. Chỉ có một điều đáng ghi nhận, đó là mỗi cá nhân, đơn vị hay doanh nghiệp khi đóng góp vào quỹ chung một tấm lòng của HTV đều mong muốn chia sẻ và đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để lan tỏa thông điệp của chương trình Triệu trái tim, một tấm lòng, vaccine vượt qua COVID-19.